và các bạn đang xem tin thế giới của báo điện tử Vietnamnet. Tin thế giới hôm nay có nội dung chính như sau. Hôm 5 tháng 2, Wall Street Journal đưa tin Lầu Năm Góc xem các cần cầu khổng lồ do Trung Quốc sản xuất và đang hoạt động tại nhiều khu cảng ở nước này, bao gồm một số trung tâm vận chuyển được quân đội sử dụng như con ngựa thành chòi tiềm năng mà Bắc Kinh có thể dùng để thu thập thông tin tình báo về hàng hóa được chuyển ra vào khỏi Mỹ, không đưa ra thông tin liệu có bất kỳ trường hợp cụ thể nào liên quan tới việc dùng cần cầu để do thám hay không. Nhưng Wall Street Journal dẫn lời cựu quan chức phản gián Mỹ Bill Evangelina bày tỏ mối lo ngại cần cầu có thể bị biến thành công cụ từ xa để làm gián đoạn dòng luân chuyển hàng hóa. Cần cầu có thể là Huawei mới. Ông Evangelina nhắc tới tập đoàn viễn thông khổng lồ của Trung Quốc Huawei Technology đã bị cấm bán các sản phẩm trên thị trường Mỹ trước nghi ngờ làm gián điệp. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa hoạt động kinh doanh hợp pháp và có thể giả dạng để thu thập thông tin tình báo bí mật, ông Evangelina nói. Tuy nhiên, một đại diện của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington nói với Wall Street Journal rằng những lo ngại về cần cầu là nỗ lực gây hoang tưởng nhằm cản trở hợp tác kinh tế thương mại với Trung Quốc, đưa quân bài Trung Quốc và thả nổi thuyết âm mưu mối đe dọa Trung Quốc là vô trách nhiệm và chính Mỹ sẽ bị tổn hại lợi ích. Người đại diện Trung Quốc cho hay, cần cầu được Wall Street Journal nhắc tới là do Shanghai Heavy Industry có trụ sở tại Trung Quốc sản xuất. ZPMC trở thành một công ty lớn trên thị trường Mỹ khi cung cấp cần cầu chất lượng cao nhưng giá lại rẻ hơn so với các nhà cung cấp phương Tây. ZPMC đã hợp tác với Microsoft và các công ty khác để tạo ra hệ thống tự động có thể phân tích dữ liệu theo thời gian thực. Cũng theo Wall Street Journal, cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ từng nhận định một trong các bản đánh giá năm 2021 rằng Trung Quốc có khả năng làm gián đoạn giao thông cảng biển hoặc thu thập dữ liệu về các thiết bị quân sự được vận chuyển. Trong những năm gần đây, giới chức an ninh Mỹ nhiều lần bày tỏ lo ngại an ninh đối với các thiết bị do Trung Quốc sản xuất như hệ thống quét hình ảnh hành lý và máy biến áp. Hồi tháng 12 năm 2022, Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật yêu cầu nghiên cứu xem liệu cần cầu do nước ngoài sản xuất được sử dụng tại các cảng của Mỹ có gây ra rủi ro an ninh hay không.